Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio bên em. Ngày đúng như hôm qua em phán, mỗi tối lại một combo karaoke. Thì hôm nay bên em có một chuyến đi lắp đặt một combo karaoke cho chú Hà, có địa chỉ tại Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Ở đây thì chú đặt bên em thì là một quân đẩy TA408 này, vang số DB S690, loa DK PK12, và một con súp DB Bass 40. Ok, ở đây thì combo karaoke ở đây thì của chú thì bên em cũng đã bê sẵn ra ngoài xe rồi và cũng chuẩn bị đi. Em cũng mang dự phòng một con mic DB550 Plus này đi, để nhớ may có thể chú lấy một con mic ở bên em. Ở đây thì bên em có tặng cho chú là một con quản lý nguồn DB102 Pro. Ok, bây giờ thì em sẽ bắt đầu di chuyển xe này đến Gia Lâm. Các bác cùng theo dõi video chi tiết bên em nhé. Ok, thì anh em thì cuối cùng đang đến cho bác chủ vừa đang dẫn khách, đang dẫn đường một em kia. Đấy, anh Khiêm vừa mới xuống toát một tí mà đã nhảy lên xe bác chủ để đi luôn rồi anh nhỉ. Bỏ anh em mình lại, thế là không được. Rồi, ok, em sẽ đến nhà bác chủ và em sẽ quay video tiếp gửi các bác nhé. Ok, cuối cùng thì em cũng đến nhà bác chủ rồi. Nhưng mà hai anh em bị kẹt, cuối cùng là không xuống được. Bây giờ là phải nhờ anh Khiêm và bác chủ bốc vào đằng sau đây. Các bác nhìn đi nhá. Bốc vào đằng sau đấy. Rất nhiều kịch bản bi hài mà không có ai có thể tưởng tượng nổi là mình chuyển đồ. Đây các bác nhìn đây, đây nhà bác chủ bên dưới đây. Đây bị kẹt đến đây này. Này là tay em sờ đến bên đây là tớ. Bên kia. Đấy. Đây soi gương. Đây còn đây là các bác là mấy bác. Wow. Ok. Ok, cuối cùng đã đến được nhà U rồi. Sao mất một thời gian đứng đội mưa, đội nắng. À, đây là không gian của nhà chú. Ừ, lạnh quá. Không gian nhà chú thì rộng khoảng tầm là 40 mét vuông. Không gian nhà chú rộng khoảng tầm 40 mét vuông nha bác nhá. Ở đây thì chú hiện tại đang dùng là một đôi mất phân đếp này. Đấy, dùng là đang dùng một đôi đôi loa treo. Và đây là dưới bộ karaoke cũ nhà chú. Tại là chú sẽ nâng cấp để hát karaoke đây. Các bác còn nhìn. Ok, bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu sẽ bắt đầu là cho hàng ra để lắp đặt cho nhà chú đây, nhà cô chú. Ok, bây giờ thì anh em cũng đã ở trong nhà bác chủ rồi. Anh Khiêm thì đang bắt đầu là đấu răng đinh chích. Con súp thì chú sẽ để ở góc kia. Và con loa thì sẽ để ở góc này và góc này. Đấy, các bác nhìn không gian nhà bác chủ này. Đập mắt em thấy cực đẹp đấy. Đẹp. Nhà đẹp sẵn rồi. Nhà đẹp. Nhà ở đây thì ở đây chú mà vẫn là còn một con gái 2000 nữa. Đấy. Em thì vẫn đang. Được. Trông đưa thế phải giúp đầu bàn. Mà chịu vợ, tám luôn rồi lên được đón luôn,
Và con đẩy, con đẩy sẽ để ở kia chú nhở. Đẩy mới lại những thiết bị mới sẽ để ở trên. Còn ở dưới là thiết bị cổ của chú để nghe nhạc. Chú là bỏ đi. Bỏ đi hả chú? Ừ, chú muốn này con mic này. Vâng. Cái là con nâng tiếng này, con vai vâng. Này khi bỏ. Dùng mic này. Mic này với con nâng tiếng này được không? Không cần nâng tiếng. Nâng tiếng cũng không. Không cần nâng tiếng. Cháu bảo thật. Cái âm đi đấy của chú để nghe nó loa kia thôi. Xong âm đi này thì chú muốn nghe kia bởi vì nuôi loa kia đảo kia đảo kia. Bây giờ thì anh kia mình đang bắt đầu set up cân pha cho một dàn karaoke này nhà chú. Nhà chú ở trên thì lại là cái trần nhôm rất thuận lợi các bác ạ. Lợi nhà thì rất nhiều đồ nên không hoang. Cơ số hạn chế được phần nào. Đang bắt đầu cân pha cho hai con loa này và một chút để đây. Anh em đang set up đây. Nhà ông chủ nhiệt tình quá. Nấu cho anh em mỗi người bát miến. Dạ không ạ. Khoan nem chua không thì cắt. Thôi ạ. Dạ, bác chủ nhiệt tình quá. Khoan nem chua đấy. Ăn thì ở đây anh Khiêm anh vẫn đang tiếp tục set up. Ăn thì cắt gì? Em ăn chua. Có cắt một cái nhé. Mời cháu xin hết chua. Đây anh Khiêm vẫn đang chỉnh đây. Sau một hồi set up xong thì bây giờ anh em sẽ bắt đầu là test thử một bản nhạc karaoke các bác cùng lắng nghe nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì anh em cũng đã đang ở trên đường về rồi. Đây là đang là cầu Thanh Trì các bác nhá. Đấy, bây giờ là 11 giờ 13 phút. Đấy. Mà chở bộ combo karaoke sang khoảng là mấy giờ anh nhỉ? Hơn 8 giờ. 8 giờ đến nơi. 8 giờ đến nơi, xong bốc hàng, xong dỡ hàng lên tầm 8 rưỡi đấy. Mà sang đấy thì quần thế nào anh? Buộc anh em vẫn được no, tôi có một người đói. Đấy, mà chưa bao giờ sang mà thấy các tiếp bác tiếp tiếp khách tiếp anh em nhiệt tình quá. Đấy, nào thì là còn có cả quà mang về này. Quà mang về này, còn có cả đấy, các cô chú đấy thì đang bảo là ít nữa phải nâng cấp thêm con mic. Rồi, đại ca có phát biểu cái gì nhỉ? Sau 4 ngày làm liên tiếp. Phát biểu gì? Nói chung công việc phải vui của các bác thôi. Bây giờ các bác vui thì em vui. Thì thôi. Mình đấy cũng là cái niềm đam mê của mình mà. Thưa các bác ạ, 3 ngày em phán rồi, ngày nào cũng trúng. Thôi hôm nay tạm thời để ngày mai anh Khiêm nghỉ, thế nên để cái kia em sẽ phán tiếp. Ok nha các bác nhá. Đi lắp combo karaoke cho các bác là làm hài lòng các bác thì bên em cũng cảm thấy vui rồi, mặc dù thì cũng hơi muộn, bụng thì cũng no rồi, nay không kêu than gì cả. Đấy, ok, video clip bên em thì tạm thời em sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio nhé.